Hôm nay Địa chất 146 xin giới thiệu báo cáo quan trắc áp lực nước, công trình chung cư nhà ở xã hội, dự án khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm, địa điểm ấp Rạch Tràm, xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Công trình được thực hiện vào tháng 11/2021. Đây là bãi biển Rạch Tràm. Vị trí hai hố quan trắc nằm ở đây. Hai hố quan trắc ký hiệu là QT1 và QT2. Đây, QT1, QT2. Đây là vị trí hố quan trắc 1, vị trí hố quan trắc 2, vị trí hố quan trắc 1, vị trí hố quan trắc 2. Đây là tọa độ của hai hố quan trắc. Hố quan trắc 1 và hố quan trắc 2 là mỗi giếng sâu 15m. Báo cáo quan trắc áp lực nước, công trình chung cư nhà ở xã hội thuộc dự án khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đây là phần báo cáo. Nhiệm vụ của báo cáo là công tác quan trắc mực nước dưới đất, là giải quyết nhiệm vụ sau là sự thay đổi áp lực nước dưới đất trong khu vực khảo sát, rồi thu thập xác định các thông số áp lực nước dưới đất, sự ổn định của áp lực nước dưới đất theo thời gian tại vị trí khảo sát, gồm có hai giếng là giếng QT1 và QT2, mỗi giếng sâu 15m. Thời gian thực hiện quá trình khảo sát áp lực nước là kéo dài trong 30 ngày, thì trong đó là đo một lần trên ngày, xác định đặc điểm cao độ mực nước ngầm trong khu vực khảo sát làm ảnh hưởng đến điều kiện thi công sử dụng công trình. Đây là tọa độ của hai giếng quan trắc. Và sau khi qua 24 tiếng thì đo được mực nước ngầm trong giếng là dương 2.60m và dương 2.39m. Quan trắc mực nước ngầm bằng ống biometer. Đây là vị trí của hai giếng quan trắc QT1, QT2. Thời gian quan trắc là từ ngày 21 tháng 10, 2021 đến ngày 20 tháng 11, 2021 là 30 ngày và đo một lần trên ngày. Độ sâu của giếng quan trắc nằm trong tầng cát các pha. Các bước thi công giếng quan trắc biometer thực hiện trong hai giếng quan trắc là QT1 và QT2, mỗi giếng sâu 15m. Đây là công đoạn thực hiện là khoan giếng đến độ sâu 15m, lắp đầu biometer nối vào ống nhựa đường kính PM7 xuống độ sâu 15m, rồi từ độ sâu 12 đến 15m là thả sạn sỏi cát, từ độ sâu 0 tới 12m là thả bentonite, đậy nắp sơn bảo vệ để tiến hành quan trắc. Phương pháp dụng cụ quan trắc: giếng quan trắc QT01, QT02 có độ sâu là 15m, đầu biometer được nối vào ống nhựa đường kính PM7 và thả xuống độ sâu 15m để theo dõi sự biến động của áp lực nước dưới đất. Dụng cụ quan trắc là mực nước trong giếng quan trắc đo bằng thước đo nước ngầm. Đây là kết cấu của giếng: từ mặt đất xuống độ sâu 15m là khoan tạo lỗ, sau đó từ 12-15m là đầu biometer thả các sạn sỏi, trên đó là thả bentonite, ở trong cùng là ống nhựa PM7. Đây là biểu ghi chép thí nghiệm quan trắc nước dưới đất. Giếng QT01, đây là kết quả đo. Đây là biểu ghi chép thí nghiệm quan trắc nước dưới đất. Giếng QT01, giếng QT02, đây là kết quả theo thời gian. Giếng QT01 khoan trước 1 ngày là ngày 21 tháng 10 bắt đầu đo. QT02 là đo sau 1 ngày, 22 tháng 10 đo. Ngày đầu tiên là mực nước đo là âm 0.6. Cao độ mực nước đo là dương 3.54 và áp lực nước là 15.44. Đây, đo trong vòng 30 ngày. Đây là biểu đồ quan trắc nước dưới đất. Trong giếng QT01, cái biểu đồ này, đây là áp lực nước trong giếng. Rồi đây là ngày đo. Đây là biểu đồ quan trắc nước đối giếng QT02. Đây biểu đồ so sánh giữa QT01 và QT02. Thì ta thấy bên lúc đầu á, QT01 á, là trên với QT02. Nhưng mà 10 ngày sau á, thì có sự ổn định mực nước. Sau khi ổn định thì hai giếng là mực nước ngầm nó tương đương nhau. Đây là hình ảnh hiện trường. Đầu tiên là khoan tạo lỗ là QT01 xuống độ sâu 15m và QT02 xuống độ sâu 15m. Sau khi khoan tạo lỗ xong thì lắp đầu đo biometer và ống nhựa. Đây là cái đầu biometer nè. Chiều dài đầu là khoảng 0.5-0.6m. Đầu biometer lắp vào ống nhựa giếng QT01, giếng QT02. Sau khi lắp đầu biometer thì ta hạ ống nhựa PM7 xuống nè. Ống nhựa PM7 là ống nhỏ bên trong cùng. Thả từ trên xuống dưới luôn, nối với đầu biometer rồi thả xuống. Đây là đổ bentonite, đoạn từ 0 tới 12m là đổ bentonite để giữ ổn định thành ống. Sau khi hoàn thành thì ta tiến hành đo mực nước. Độ cao của ống so với mặt đất thì cách khoảng nửa mét. Thì ta trừ cái khoảng này ra thì ta tính ra mực nước đo. Thì dụng cụ đo của mình có hai dụng cụ, đó là thước đo hiệu ứng điện và thước dây bình thường. Đây là bình đồ hút giếng quan trắc, đây là giếng QT01, giếng QT02. Mỗi giếng là sâu 15m.